Chào cả nhà. Hôm nay đi lên sân thượng với cây nha. Trời nóng quá. Bầu trời trong xanh rất đẹp. Sớm mình thì bồ câu nhiều dữ lắm nha. Nó đậu nhà nóc nhà này, nóc nhà kia. Và nó sẽ tặng vàng cho mỗi nhà một ít. Này đây là cây lựu ra bông rồi rụng, ra bông rồi rụng, được mấy trái rồi ra bông rụng à. Hôm nay thu hoạch mướp nha, khu trồng rau nho nhỏ, hai cái mướp, rất nhiều mướp này, hai trái. Ở đây là ổi, những trái ổi chưa có bọc. Vậy nó chín rồi, để gỡ ra ăn được chừng đó trắng được chừng. Không đổi đã ăn sơ sát, mình kiếm cái kéo mình sẽ thu hoạch trái mướp luôn. Một tay quay hai đứa cắt rớt xuống luôn. Đây thu hoạch được hai trái mướp và hai trái ổi. Đây có trái mướp đèo mà chắc nó bị thiếu nước, xuống luôn. Nước sen với vàng đậu đũa cũng có lai rai ăn hoài luôn. Ở đây là hoa đậu đũa rất đẹp luôn, nó nở hoa ra màu tím tím trắng trắng. Đây là cây táo, sau khi cắt cành thì nó sẽ đâm chồi ra và có hoa. Cái nào mà nó không rụng thì nó sẽ cho trái, nó đâm cành ra. Mới trồng một bụi bạc hà ra cũng được được. Xề qua đây là chặt gốc hái, cứ ra trái ăn xong cắt gốc, ý cắt ngọn chứ, cắt ngọn thì nó sẽ đâm tược mới. Đây là những khay rau mồng tơi đã cắt đọt ăn mấy lần rồi mà nó vẫn còn tốt. Vẫn còn tốt thì để ăn tiếp. Cũng có rau càng cua. Nắng lắm cả nhà ơi. Phía xa kia là khách sạn Mường Thanh quá. Buổi tối rất mở đèn rất đẹp. Cả nhà vô xem kênh Má Hai, nhớ like và đăng ký ủng hộ nha, ủng hộ Đức Công Mỹ nha. Trời ơi ngủ dậy một chút tụt cảm xúc dễ sợ luôn, hủy một hơi gần 10 người luôn, quá buồn cho cái tuổi già này. Cảm ơn cả nhà các bạn đã đăng ký kênh ủng hộ kênh của Má Hai Vlog rất nhiều nha.